chào các bạn đã đến với kênh Cắt Thời Gian. Xin lỗi các bạn, thì vào giờ này mình cảm nên chưa có hết nghe các bạn nha. Cái tiếng mình nó hơi khàn á. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách nấu bún riêu. Cái đây là mình có tầm khoảng nửa ký giò các bạn, hơn nửa ký giò, tầm khoảng 6 lạng á. Ở đây mình có tầm khoảng nửa ký cua và một ít thịt nạc, 4 miếng đậu hũ và một ống màu gạch tôm nha các bạn. Hai trái cà chua và ba cái trứng, 3 miếng huyết. Thì phần này mình sẽ cua thì mình sẽ mua về và làm sạch nó xong rồi để mình xay thì tốt hơn nha các bạn. Giò heo thì các bạn mua về người ta chặt sẵn, mình chỉ về rửa qua muối làm sạch sẽ. Huyết thì một hồi mình sẽ chế sau. Và đậu hũ thì các bạn sẽ sắt nó ra và chiên nó trước hết đi nha các bạn. Ở trên bếp mình có bắt thêm một cái nồi nước để một hồi mình sẽ trụng sơ qua giò. Một hồi mình sẽ hướng dẫn các bạn trụng qua giò sau. Hiện tại bây giờ cái cua này nè bạn, mình đã làm sạch sẽ như vậy rồi. Bây giờ mình sẽ đi xay, xay hết cái cua rồi mình sẽ chiên đậu hũ. Rồi mình sẽ quay lại hướng dẫn các bạn trụng giò sau nha. Bây giờ cái phần cua này mình đã lọc xong rồi các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít muối, tầm khoảng 1/4 muối. Bột ngọt thì các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng 1/4 bột ngọt nha các bạn. Bột ngọt sẽ cho tầm khoảng 1/4 bột ngọt. Rồi mình sẽ bắt cái nồi này lên trên cái bếp, bằng nấu sôi rồi mình sẽ quay qua trụng giò nha. Đây cái phần nồi nước mình ở trên bếp này đã sôi rồi các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần giò này vô để các bạn trụng. Khi các bạn cho vô mình sẽ cho đồ lửa lớn nha. Đó, các bạn thấy không? Săn cái phần giò lại nè. Các bạn cho cái phần giò sôi lên một tí xíu tầm khoảng 2 phút rồi mình sẽ tắt nha, ra nha các bạn nha. Tầm khoảng 2 phút nè các bạn, bây giờ cái phần giò mình nó đã sôi như vậy nè. Các bạn sẽ tắt ra. Tắt ra các bạn nhấc xuống và lấy cái phần giò này rửa sạch nước. Các bạn rửa cho sạch nước và kiểm tra lại thử bên nào nó còn lông hoặc là nó còn có chỗ dơ thì các bạn sẽ rửa sạch. Rồi mình sẽ quay qua sau nha. Cái phần giò mình đây các bạn đã rửa sạch hết như vậy rồi nè. Đó, miếng nào bự thì các bạn sẽ cắt ra thêm một tí. Cái mình chỉ trụng thôi, phần trong nó vẫn còn sống nha các bạn. Đó, miếng nào bự thì các bạn cắt ra một xí xong rồi bây giờ mình sẽ ở trên bếp bắt sẵn một nồi nước các bạn. Bây giờ mình sẽ thả cái phần này vô mình nấu nha. Đây các bạn sẽ thả hết cái phần giò này vô trong cái nồi nước của mình. Đó. Và các bạn thả cái phần giò nó vô thì chúng ta sẽ bỏ vô đây tầm khoảng là một muỗng bột ngọt cà phê nha các bạn. Và muối chúng ta cũng sẽ bỏ tầm khoảng một muỗng như vậy. Bây giờ mình sẽ đợi cái phần giò này nó sôi lên nha các bạn. Mình sẽ đi kiểm tra riêu thử chín với nha. Đây cái phần riêu mình nó đã chín nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt ra nha. Đó, bây giờ mình sẽ tắt ra, đó nó hạ cái phần riêu xuống. Mình sẽ nhắc nó xuống nha các bạn. Ở đây bắt đầu mình có một tô, các bạn sẽ đập vào đây ba cái trứng vịt nha các bạn. Đó. Mình đập hết ba cái trứng vịt vào trong cái tô của mình. Đó, và mình sẽ dùng cái cây đánh và đánh đều nó ra nha. Đây các bạn sử dụng một cây đánh rồi các bạn đánh đều nó phần trứng của mình ra. Rồi các bạn sẽ để cái phần trứng mình trong vòng 1 phút nha các bạn. Rồi các bạn đánh đều để trong khoảng trong 1 phút. Thì bây giờ có 1 phút này nó để ấy rồi các bạn sẽ cho vào đây một ít đường. Và một ít bột ngọt nha các bạn. Và mình sẽ cho vào đây một ít muối. Và các bạn sẽ đánh cái phần muối với phần trứng này nè, bột ngọt này cho nó tan hết ra. Và mình sẽ vớt hết cái phần riêu vô qua nha các bạn. Đây, bạn hãy vớt hết cái phần riêu như vậy qua. Bạn cứ vớt qua hết. Bạn vớt chung với lại cái phần trứng này vớt cho hết thôi. Bạn vớt hết cái phần riêu vô vậy là còn cái phần nước này các bạn. Đây. Còn cái phần nước mình sẽ đổ vô nồi nước riêu luôn nha. Còn nước bạn sẽ đổ vào trong cái nồi đó. Và
sẽ lấy cái muỗng và quậy đều nha. Đây các bạn lấy cái muỗng các bạn quậy đều cái phần riêu này với lại cái phần trứng. Và mình sẽ đặt vào trong đây mình đổ vô nha các bạn. Thôi thì các bạn sẽ đổ hết vô trong phần cái khay. Giờ mình sẽ bắt trong cái lồng hấp lên, mình hấp có phần riêu với phần trứng chung nha các bạn nha. Đây ở đây mình có cái lồng hấp mình đây. Phần dưới á, mình đã đổ nước nha các bạn. Và phần trên mình sẽ đậy lại và sẽ cho hết cái khay này vô. Đó. Cho cái khay này vô rồi các bạn sẽ đậy cái nắp lại và sẽ bắt lên bếp và sẽ hấp nó tầm khoảng 25 phút nha các bạn. Cái nồi bún riêu giờ nó đã sôi, các bạn sẽ hớt cái phần bọt này đi nha. Các bạn sẽ để nhẹ cái giá, mình sẽ hớt hết cái phần bọt này cho nó sạch sẽ nha các bạn nha. Tùy bún riêu các bạn nấu lên các bạn sẽ không đậy dung, khi các bạn đậy dung là cái phần bọt này nó sẽ trào lên rất là dơ luôn á. Bây giờ mình sẽ hớt hết cái phần bọt này, chừng nào các bạn hớt hết được thôi nha. Đó, ta đã hớt hết phần bọt xuống ở trong phần nồi rồi. Bây giờ cái phần thịt nạc này của mình nè các bạn, hồi nãy mình có bỏ ít muối và ít bột ngọt nha. Bây giờ các bạn sẽ thả thẳng này vô nồi bún riêu. Tại vì có một đứa cháu các bạn nó sẽ không ăn được giò nha, nên mình sẽ cho thả thẳng vào đây. Tại vì cái này các bạn sẽ ướp muối và bột ngọt và tí mắm để cho nó dịu vị thôi. Bây giờ hiện tại mình sẽ để cái nồi bún riêu này nó sôi tí xíu nữa, mình sẽ cho màu gạch tôm vô tí nha các bạn nha. Ở đây cái phần đậu hũ nè các bạn, mình cũng đã chiên rồi, mình sẽ cho qua một bên. Và cái phần cà chua các bạn, cà chua thì các bạn đã rửa sạch hết rồi, mình sẽ sắc nó nha. Các bạn sẽ sắc nó tầm làm 4 thôi. Tại vì cà chua các bạn không nên sắc nhỏ, khi nào gần chín rồi thì mình sẽ cho vô sau ha. Phần huyết thì người ta luộc nó ra phần nước như vậy nè các bạn, mình sẽ đổ cái phần nước này đi nha. Đó, vì các bạn sẽ cháo nó ra. Vì cái phần huyết như vậy các bạn thích ăn ví dụ như tầm khoảng lớn hơn á thì các bạn sẽ trắng nó ra như vậy thôi. Đó. Còn nếu mà nhỏ thì mình sẽ trắng nó ra như vậy một miếng nha các bạn. Đó. Tùy theo cái khẩu vị của gia đình các bạn nha. Đó. Gia đình mình thì mình trắng vừa là được rồi. Đó. Và cái này mình sẽ cắt thành đôi như mình nói á. Đó, các bạn sẽ cắt ra tùy theo. Nếu mà cục này các bạn thấy bự thì các bạn sẽ trắng nó ra là làm tư, là thành hột lựu quá các bạn. Còn gia đình bạn nào ăn hơi nhỏ nữa thì các bạn sẽ trắng hơi nhỏ nữa. Đây mình sẽ bỏ vào phần mấy bên. Mình sẽ kiếm một cái đồ và bỏ cà chua vô luôn ha các bạn ha. Đây. Còn cà chua mình cũng đã cắt xong. Bây giờ các bạn mình sẽ để qua một bên. Chừng nào mình chút nữa, nói chung là một tí xíu nữa mình rảnh, mình sẽ làm hết cái phần rau rồi mình sẽ đưa lên cho các bạn sau nha. Hiện tại giờ mình sẽ đợi cái nồi nước nó sôi lên tầm khoảng 2 phút đi. Giờ nồi bún riêu nó đã sôi được một chập đó, các bạn sẽ cuôi cái gạch, màu gạch tôm ta sẽ bỏ vô nha. Các bạn bỏ cái màu gạch tôm này tầm khoảng vừa thôi, đừng bỏ nhiều quá ha các bạn. Đây mình sẽ để nhẹ xuống nha. Đó, các bạn nhẹ xuống để các bạn thử nước nha. Còn nếu như các bạn nào ấy thì mình sẽ dùng cái tăm và sẽ thử nhẹ nhẹ xuống. Tại vì nó dính không nên không xuống nè các bạn. Đây cái nước thì nó hơi lọt rồi đó. Bây giờ mình sẽ khèo nó xuống một tí nha các bạn. Cái màu thì các bạn bỏ tầm vừa giờ thôi, đừng bỏ quá nó sẽ đắng nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đợi cái giò, phần giò nó mềm đi nha. Rồi phần riêu mình hấp nó chín nữa rồi mình sẽ đưa ra. Hiện tại bây giờ mình sẽ đi làm cái rổ rau ha các bạn ha. Nãy giờ nước sôi nó cạn, mình mới chăm thêm tiếng cho các bạn. Các bạn nấu này mình sẽ cho vào tầm khoảng một muỗng đường phèn nha. Các bạn đừng có nêm cát trắng nha. Mình nêm đường phèn để không có nghe mùi đường á các bạn. Hiện tại bây giờ mình sẽ cho nó sôi lại rồi các bạn sẽ nêm nếm lại nha. Bây giờ các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình lại nha. Bây giờ mình đi nếm thử nha.
Khu vị gia đình mình thì nó vừa rồi, còn các bạn tùy theo, ví dụ các bạn ăn nhạt hơn thì từ đầu các bạn sẽ nêm muối bớt lại. Còn nếu mà các bạn ăn nó đậm vị như mình thì các bạn nêm như mình nói đó. Còn nếu các bạn ăn vừa ăn rồi thì cái này hiện tại mình đang nêm là vừa ăn với lại đậm vị nha các bạn. Còn nếu các bạn nào nhạt hơn thì mình sẽ bớt cái số đó lại nha. Bây giờ cái phần này nó sôi rồi mình sẽ cho hết cái phần huyết vô ha các bạn. Đây, các bạn thả nhẹ cái phần huyết xuống. Trước khi các bạn thả cái phần huyết xuống là nó đổ cái nước mình hơi xám xám một xíu nha. À, vì cái phần cà chua chút nữa, phần cà chua với phần đậu hũ tầm khoảng 5 phút nữa mình sẽ cho vô sau ha các bạn. Giờ mình sẽ cho nó sôi thêm một xí nha. Mình rửa rau nha. Mình bỏ huyết vô, nó đã sôi lên phần này hết rồi các bạn. Mình sẽ cho hết cái phần đậu hũ này vô luôn nha. Thì các bạn cho hết cái phần đậu hũ vô, các bạn nấu riêu rồi các bạn phải chiên cái phần đậu hũ đi để nó không phải bị nát á, nó mà nó sẽ nổi cái phần đậu hũ mình lên trên như phần huyết này các bạn. Đó. Và các bạn sẽ cho sôi tầm khoảng cỡ 1 phút nữa mình sẽ cho phần cà chua vô sau, tại vì cái phần cà chua là nó gần chín mình mới cho vô sau với lại cái gốc của hành lá nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó sôi tầm khoảng cỡ 1 phút đi. Bây giờ nó đã sôi lên bạn, bạn sẽ cho cái phần cà chua vô nha. Này, phần cà chua cà chua là sẽ cho vô là nó sẽ đào gì cái phần nồi như này, đây cái phần giò mình ở dưới nè các bạn. Ở nhà ăn thì các bạn cho tầm khoảng cái màu vừa thôi, đừng có cho cái màu nó đậm quá nha. Các bạn thấy nước cái màu này nó tầm khoảng nó vừa thôi. Bây giờ nó đầy phần nồi này, các bạn sẽ cho cái đồ lửa riu lại một tí để cho nó sôi lên cho nó đều. Bạn cho lửa lớn là nó sẽ trào hết cái phần này ra. Bây giờ mình sẽ ở bên mình có chuẩn bị ít một gốc hành, để mình sẽ cho ít một gốc hành vô nha các bạn nha. Bên này nó đã sôi lúc bốc lên nữa các bạn, mình sẽ cho hết cái củ hành vô nha. Đây, phần này mình sẽ cho hết củ hành. Khi nào các bạn thích thì mình sẽ cho phần củ hành này lên thêm một ít nữa nè. Đó. Cái phần huyết và phần đậu hũ á, tại vì phần huyết là nó nổi sẵn, nhưng phần đậu hũ các bạn phải chiên. Chiên đi nó mới nổi lên cái mặt nồi bún mình được nha. Ở phần này mình có thêm một cục riêu là riêu thịt bằm á các bạn, để cho mấy đứa nhỏ nhà nó không ăn giò thì nó sẽ ăn. Và riêu mình sẽ chưng nó chín rồi, và bên này nó cũng đã sôi rồi, thì mình sẽ giảm đồ lửa thì nhỏ xuống. Hồi nãy mình để đồ lửa hàng trung bình á, giờ các bạn sẽ giảm nhỏ xuống. Và mình sẽ chuẩn bị bún và múc tô bún riêu ra nha các bạn, và chuẩn bị rau nha. Phần này rau để mình ăn kèm, còn phần này mắm tôm bạn. Phần này hành, chanh và ớt, sa tế, các bạn thích ăn ớt nào ăn. Rau này là rau mình ăn bún riêu nha các bạn. Đó, phần riêu này thì mình đã chưng xong rồi. Bây giờ mình sẽ, nè các bạn thấy không, nó rất là cứng, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ múc cái phần cho bún và múc cái phần riêu xuống nha. Phần cho bún các bạn sẽ cho vào tầm khoảng ít bún thôi nha, chứ không nếu các bạn cho bún nhiều quá là mình sẽ, cái thứ nhất là làm cái nước của mình chua nha các bạn. Đây mình sẽ cho lên đây một cục giò nè. Đó. Và các bạn sẽ cho miếng đậu hũ, và mình sẽ múc lên miếng huyết nha các bạn. Hai bên các bạn có thể cho hai miếng huyết, tại vì cái bún riêu á nó cần có huyết nha các bạn. Đó, các bạn sẽ cho lên đây miếng cà chua. Cái phần riêu á thì mình sẽ cho lên mấy cọng hành nha các bạn, mấy cái hành của cái củ á. Và mình sẽ múc cái phần riêu. Đây cái phần riêu đây các bạn. Phần riêu mình sẽ múc cái phần riêu nha. Đây mình sẽ cho một cái lớp riêu lên trên đây. Thêm một tí nữa cũng được. Đó, vì các bạn thấy nó rất là ngon không? Và hành chúng ta sẽ rắc lên đây một ít trước. Và mình sẽ chan nước vô các bạn. Mình sẽ chan nước. Ở phần này mình có, để mình kiểm tra. Đây mình có một cái cục giò mà khoanh nữa các bạn. Đó, mình sẽ đặt phần giò khoanh lên đây, nó rất là ngon đó, thấy không?
cái tô này là rất đặc biệt các bạn. Và mình sẽ múc hết cái phần nước của bún riêu này các bạn cho lên phần tô. Các bạn cho tầm 2 giá nè, tầm khoảng 3 giá đi, tại vì bún riêu thì các bạn phải dùng nước nhiều một tí để các bạn khác, còn mình còn phải ăn với lại rau á các bạn. Còn cái phần riêu cục kia hồi nãy có thịt á thì mình không bỏ vô, tại vì thứ đó là cháu nó ăn á, mình không cho vô nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ cho rau để ăn kèm sát lại nha. Đấy, cái phần rau mình đã cho ăn kèm với bún riêu là rau này các bạn. Đó, nếu như các bạn nào thích thì mình sẽ ăn rau, còn không thích thì mình sẽ chừa ra. Nếu mà ăn bún riêu thì các bạn sẽ dùng phần giá lên thì nó rất là ngon nha. Đó. Còn phần mấy bên này là mình có một ít mắm ruốc các bạn, và một ít ớt sa tế, mấy miếng chanh và ít hành. Nếu các bạn nào thích hành như vậy thì mình sẽ cho lên phần trên thêm một ít nữa như vậy nè. Còn nếu các bạn nào không thích thì mình khỏi cho. Nếu mà các bạn cần hành phi thì các bạn cho hành phi lên một ít nữa, tại vì con mình ở nhà nó không thích ăn hành phi á, nên mình sẽ không cho vô nghe các bạn. Đó. Còn bạn nào thích thì mình vẫn làm hành phi bình thường để bỏ vô, hoặc các bạn không có thời gian thì mình sẽ mua, nhưng mà mua thì cái chất lượng không bằng ở nhà mình làm được nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn cái ngon và hấp dẫn không? Nếu mà các bạn nhà các bạn nào ăn bún khô á, được thì các bạn sẽ dùng bún khô. Bún khô á, thì các bạn sẽ dùng với nấu bún măng khô thì nó rất ngon. Còn nếu như mà các bạn dùng với bún riêu thì các bạn phải dùng bún tươi. Đó. Tùy theo mỗi khẩu vị của các bạn khác nhau nha. Đó. Bây giờ bún riêu của mình đã nấu xong rồi bạn, bún riêu cua mình đã nấu xong rồi. Từ nãy giờ các bạn đã xem video mình, nếu các bạn nào cảm thấy thích á thì hãy bấm like và đăng ký cho mình nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha các bạn. Cách làm cũng đơn giản chứ không cầu kỳ gì lắm, không mất nhiều thời gian nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian của bạn theo dõi video của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.